các bạn bè của gia đình Việt Huệ đến tham dự vào buổi liên hoan mừng cho hạnh phúc, mừng cho mọi điều thật tốt đẹp cho gia đình anh chị Việt Huệ ngày hôm nay. Và thay mặt cho gia đình anh chị Việt Huệ xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị khách quý đã có mặt tới dự trong buổi ngày hôm nay. Là quý mến và dành bớt thời gian để đến dự buổi lễ đó là trọng đại của gia đình anh chị Việt Huệ hôm nay, thì tôi được xin thay mặt cho gia đình anh chị cũng như thay mặt cho hội thiếu tá của thành phố kia, bởi vì gia đình anh chị Việt Huệ là thành viên của chúng ta cũng gần đây, xin được chuyển lời chúc mừng tới gia đình anh chị Việt Huệ. Thực ra thời gian vừa qua như chúng ta đều biết là gia đình anh chị Việt Huệ đã có thân ái của cháu, gia đình anh chị có một niềm vui nói là đến sức vui và cũng mong muốn được chung vui cùng với cả mọi tất cả mọi người là bạn bè cô dì chú bác và toàn thể anh chị em chúng ta ở đây. Thì hôm ngay từ những ngày đầu anh chị của anh chị là cũng đã có những bước thăm hỏi và rất kịp thời động viên tinh thần trong cái vừa qua của anh chị, và đã vừa được và đã có được cái hạnh phúc ngày nay là có cháu nhỏ mới là một cháu gái. Thì chúng ta hôm nay là những người bạn bè, những người khách quý đến để vừa chia sẻ và niềm vui với gia đình anh chị, và cũng được chúc cho anh chị được cuộc sống gia đình hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp. Thưa tất cả các vị, thì trong cuộc sống của chúng ta ý nghĩa hạnh phúc rất là to lớn. Mỗi người chúng ta ai cũng đều trải qua những lúc sóng gió trong cuộc sống, có thể nói rằng tiền bạc tuy là rất quan trọng, thế nhưng nó không phải là cái nhu cầu duy nhất để là quyết định cái hạnh phúc của gia đình, mà ý nghĩa của hạnh phúc trong gia đình của chúng ta đó là tình yêu dành cho những người vợ, người mẹ và dành cho con cái của chúng ta. Thì có những câu thơ, có những lời nói hiểu về hạnh phúc như thế nào, chẳng hạn như hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt nhưng người ta lại tự đặt nó ra xa, hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa nhưng người ta lại tự biến nó thành xa xỉ, hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ. Hôm nay đây chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến và để cùng chia sẻ niềm vui với hạnh phúc có thể nói là phúc vô biên của gia đình anh chị về đây. Chúng ta cùng chúc cho gia đình anh chị vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thưa, xin chúc mừng hạnh phúc, chúc cho thân nhân nhỏ của gia đình về đây nhân đầy hạnh sinh nhật anh em cháu lớn thôi linh về đây. Xin mời tất cả các quý vị chúng ta cùng nâng ly và để chúc mừng cho hạnh phúc của gia đình anh chị về đây. Lần đầu tiên nhìn thấy con, ta hỏi đâu mẹ và trời mưa không còn hiền, vì giọt nước mắt rơi xuống vì niềm vui quá đáng lo. Chẳng nhà làm sao con quá không biết bao nhiêu tình yêu của mẹ và trời nhìn mắt. Thank you.
Скажите, пожалуйста, вот вы, наверное, смотрели про меня мультик, да? Да.
Но я уверен, вы вообще знаете много мультиков, да? Да. А давайте мы сейчас разберемся. Кто из вас знает больше всего мультиков? Договорились? Да. А вот мы сейчас проверим. Вот смотрите. Нужно поднимать руку и называть мультик. Договорились? Ага. Кто последний назовет мультик, тот и побеждает. Поехали. Мультик. Фиксики. Джеки Пират. Джеки Пират. Давай. Только не повторяться. Твой мультик давай. Такого нет. Губка Боб. Губка Боб. Джеки Чан. Природа Джеки Чана давай. Тачка Маквин. Вспомни, Маквин есть. Аватар. Аватар. Давай. Питер Пен. Был Питер Пен. Тимон и Пумба. Тимон и Пумба, правильно. Так, давай. Как? Попуганы. Все серии. Ты смотришь Литл Пони? Все серии. Все три серии. Да. Вот так слоны. Все присели скорее. Можно я? Все давайте сядем, ребят, давайте сядем. Я понимаю, ты у нас смотришь Литл Пони, да? Ты, наверное, ты мне еще скажешь, что ты в памперсах ходишь. Понятно, поехали. Твой мультик. Как? Так, твой мультик. Oh,
Hey!
Chúc nhé mời hai dạ, cả gia đình đi bạn em vào. Thank you.
hiện tinh thần yêu quý người mẹ của mình. Mà không những là chị Huê ở đây cũng như tất cả những người mẹ mà các chị chúng ta ở trong buổi hôm nay, cháu Gia Bảo sẽ hát tặng cho mẹ, cho yêu của cháu cũng như tặng cho các chị là các cô, các bác và những người mẹ. Đó, ra các con và xin mời cháu Gia Bảo. Thank you.
Và để có được cái hạnh phúc như thế, khởi đầu đó là cái tình yêu. Ở đây không biết là có anh chị nào gọi là chưa xây dựng gia đình, chúng ta cũng nên xây dựng là phải có một tình yêu thật mãnh liệt để đi tới được cái hạnh phúc như của gia đình anh chị được đây. Phần đài đó là yêu người ta thường nói là đã thích là phải đi cho tới đích, một khi không thích thì mất tích, không cần giải thích. Đã yêu là yêu là sai lắm. Bây giờ sao? Tình yêu của mọi người nó có những sự riêng biệt. Và sau đây em sẽ xin gửi tới cả mọi người một bài hát, đấy là Em Yêu Anh, với câu hò như sau. Chiều dần lâu
Yeah.
Bye.
dở hơn, xôi ăn mãi rồi. Xin cảm ơn chị Phượng Vũ. Và cảm ơn tình cảm của bà con chợ Gloria đối với gia đình anh chị về đây trong ngày hôm nay. Và để tiếp nối chương trình, bài hát Anh Chàng Đẹp Trai được thể hiện tiếng hát của Trần Hoa. Chúng ta tiếp tục thưởng thức
Oh.
好了，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